Ok, quay rồi. Nó là cơ chế là một. Thì hôm trước chúng ta đang dừng lại ở cái việc là hiển thị ra danh sách của category và sinh ra cái model để giúp chúng ta tạo ra category, đúng không? Mình sẽ demo lại một chút ở đây, ví dụ như kiểu là Amdev. Thằng này sẽ là con của ông quốc tế Summit. Các bạn sẽ thấy Amdev ở đây là con của parent là số 4 quốc tế ở đây, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một cái việc là sẽ format lại cho phần này cho nó dễ nhìn một chút. Thì ở đây chúng ta có cái form. Trong cái form chúng ta tab vào trong cái form này chúng ta sẽ thêm cho nó một cái class. Class là form. Sau đấy ở trong này chúng ta sẽ có những cái div. Có class là form trừ group. Tất nhiên chúng ta vẫn bê cái CSRF field này vứt lên đây. Rồi trong đây thì chúng ta sẽ đưa cái input lên. Input cũng có class là form control. Và ở trong này chúng ta sẽ có một cái label. Label for cái name này, chúng ta sẽ đặt cho nó cái ID là bằng name. Copy the page vào đây. Đây là user category name. Xong. Sau đấy tôi sẽ có thể bỏ được cái BR này đi. Các bạn sẽ có thể nhìn ngay được cái sự thay đổi của nó khi chúng ta ốp class vào, đúng không? Thì chúng ta đưa cái label này lên phía trên của cái input thì nó sẽ đúng cái thứ tự thôi. Được chưa? Format này nó rất là đẹp. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ làm tiếp cái div có class là form group. Rồi form group chúng ta sẽ lại có cái label. Label là parent. Rồi đưa cái select này lên trên. Đưa select này lên trên. Thì cái select này cũng có cái class là form control. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái này tôi chưa tab vào trong. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái div nữa. Cũng lại là form group. Và có cái button này đưa lên trên đây. Chúng ta xem. Được chưa? Nếu muốn đưa ra giữa chẳng hạn thì chúng ta thêm một class là take center submit để cho nó đẹp hơn một chút thôi. Được chưa? Đấy là trong cái việc chúng ta tiến hành tạo ra. Các bạn lưu ý này, trong cái việc chúng ta tạo ra dữ liệu mới, có nghĩa là tạo ra một đối tượng mới thì chúng ta không có cái gì có sẵn ở trong này, đúng không? Đây các bạn xem này, không có sẵn cái gì ở trong này. Bây giờ nếu trong trường hợp tôi muốn update một phần tử ở trên đây, update bấm update bất kỳ một cái gì nó cũng sẽ mở cái model đấy, đúng không? Mở cái model đấy và nó sẽ insert những cái dữ liệu có sẵn vào, đúng không? Thì tôi sẽ làm như sau. Thì khi mà đâu cái button update edit đây, đúng không? Tôi sẽ có một cái class là update button btn trừ update. Trong này tôi sẽ có một cái get id bằng chính với cái phần là get id này. Các bạn xem nó sinh ra cái gì nhá. Rồi chúng ta inspect để kiểm tra xem cái thẻ HTML nó có cái gì. Chúng ta nhìn thấy button kết ID bằng 2 không? Thấy không? Thằng ở dưới các bạn sẽ nhìn thấy nó có kết ID khác 3 đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ phải làm cái nhiệm vụ như này. Là khi cái button update này được kích. Đây nha. Khi đấy button update này on click function. Được chưa? Thì các bạn xem nhá. Tôi sẽ có đô la
this, tức là trỏ đến chính cái button đấy. Chấm attr get id, tôi sẽ thu được cái, tôi sẽ thu được cái va get id bằng chính cái này. Cái này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là console.log cái get id kia. Xem nhá. Xem đây. Quá. À, đây là cái dấu chấm class, nó không phải là cái id. Nên là chúng ta làm thế được 3 này, 2 này, 1 này, 5 này, 8 này. Console log nó sẽ giữ, nó sẽ hiển thị dữ liệu ra ngoài này. Đây là một cái chức năng, một cái tính năng của JavaScript, được chưa? Để lấy thông tin. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần gì các bạn biết không? Đô la chấm a zắc. Đô la chấm a zắc. Trong này chúng ta sẽ có là URL, nó sẽ bằng URL 2 chấm. Thì mình sẽ có cái hàm, mình sẽ có một cái URL để lấy ra cái thông tin của cái story nào đấy và trả về JSON của thằng này. Thì mình sẽ làm luôn ở đây Ajax là cách chúng ta, đây là một cái thư viện nằm trong, một cái tính năng nằm trong jQuery giúp cho chúng ta gửi request lên phía server để lấy dữ liệu về, hoặc là thực hiện tương tác với cơ sở dữ liệu bằng JavaScript. Khi các bạn thực hiện Ajax thì nó sẽ không làm load lại cái URL của trình duyệt của chúng ta. Nó chạy ngầm ở phía dưới thôi. Được chưa? Thế cho nên là nó sẽ tiện lợi rất là nhiều thứ. Ví dụ như ở trong đây chúng ta có một cái root đi. Root web. Ở đây cái story chúng ta sẽ có cái root 2.2.get get get json get sườn id phải function. Tôi sẽ đổ, ok, tôi đưa vào trong cái controller cho nó đúng cái thứ tự. Admin category controller. Đây là get one JSON. Chúng ta sẽ trỏ ra cái name bằng get.json get.one.json. Đúng vậy. Chúng ta tạo cái hàm này trong controller, đúng không? Chúng ta lại mở ra category controller ở đây rồi. Update thằng này lên. Ta sẽ có một cái biến là biến ID. Đúng nhỉ? Biến ID đúng không? Thì cái việc của tôi ở đây rất dễ thôi, là file. Sử dụng cái model file ra cái ID kia. Và tôi sẽ tiến hành là return response trỏ đến JSON. Cái model kia của tôi là get. Bỏ chữ SC ở đây đi. Code cho nó thoáng thoáng một chút. Rồi nha, tôi đã có name. Tôi đã có name ở cái này rồi, kết one JSON đúng không? Bây giờ tôi có thể đưa cái này vào đây. Root kết one JSON. Đấy, sinh ra cái URL ở tôi thôi. Sau đó chúng ta phẩy một cái method 2 chấm get phải, được chưa? URL bằng get root get json. À, chờ tôi tí nha. Get json. Đây, có thể sinh ra cái này. Sorry các bạn. Post. Xin lỗi các bạn nhé. Tôi sẽ sinh ra cái request dạng post. JSON này, kết này, được chưa? Trong này thì tôi sẽ tiến hành lấy ra cái ID này, không phải cách này, mà request
Get request. Đây chúng ta sẽ sử dụng request chọn đến input ID. Để lấy ra. Chúng ta xem nhé. Ở đây là ở index này chúng ta có ASAP URL bằng cái này. Method bằng POST. Chúng ta có thêm cái data bằng cái một cái JSON. Ở đây chúng ta sẽ có cái ID, cái biến ID nó sẽ mang giá trị của cái kết ID. Chúng ta có cái data type bằng JSON. Sau đó chúng ta có cái hàm là function succeed 2.function rp, biến rp nhận lại và debugger. Yeah. Tôi vẫn đang quay nên các bạn không phải lo cái vấn đề là về không có gì xem. Giờ dừng lại đây, chúng ta check đã. Quên cái gì rồi. Ở đây nó là nằm trong cái string. Đó, các bạn thấy nó nằm trong cái string chưa? Đi sang kết. Và tôi bấm vào đây. Lỗi luôn. Đi sang kết này. Respond nó ra cái gì? Verify CSRF token. Dấu cái CSRF. Chúng ta search tiếp Laravel JSON ASAP token bitmap. Xem cách nào để giải quyết cho chúng ta cái request token này không. Ở đây chúng ta có cái token này. Bằng CSRF token gửi lên xem lại refresh thấy không, RP nó ID bằng công nghệ này, parent ID bằng 0 nhá. Tôi thử nó khác nhá. Thiện TH đi. Bây giờ cái RP này của tôi có ID bằng 7 nên một thiện TH lấy chính xác thằng này về đúng không, đúng nhá. Rồi ok, sau đó tôi succeed rồi thì các bạn xem tôi làm gì nhá. Ở cái input này có ID bằng name này, chúng ta tiến hành như sau. Đô la cái model chúng ta thăng get model chấm model show, cứ show cái model ra trước đã, sau đó chúng ta thăng tiếp cái dấu thăng name.van bằng với cái rp.name. Thử nhá. Đúng không? Tiếp tục này. Thấy chưa? Đổ dữ liệu về chưa? Bây giờ còn cái việc khó nữa là phải chọn mặc định cái thằng nào đấy là parent. Nữa là xong cái gì? Ok, chúng ta thử luôn. À quên thật luôn. Rồi, bây giờ các bạn xem nha, chúng ta sẽ có cái option, các cái option ở trong cái thẻ select. Đúng nhá. Hoặc là tôi sẽ thử cách này không biết có được không. Đô la này. Select thẻ select.van nó sẽ bằng với cái rp.parent. Gạch dưới ID. Thử xem có được không nhé. Số 4 là quốc tế. Đây đi. Bây giờ thằng đời sống. Không có thằng nào cả. Thì nút thôi. Đúng không? Thể thao. Nút. Tôi edit thằng công nghệ này. Sẽ là con của thằng đời sống. Xã hội đi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi submit lên chết chắc. Vì sao?
chưa biết là mình sẽ là làm cái gì, submit cái gì lên, đúng không? Thì chúng ta có cách như sau, có rất là nhiều cách ở trong này chứ không phải một cách. Cách đơn giản nhất là chúng ta thay đổi cái action này, thay đổi cái action này thôi, chuyển nó thành một cái khác. Cách thứ hai này là chúng ta sẽ thực hiện cái việc là vẫn là cái kết này, chúng ta không làm ép nữa mà chúng ta chuyển nó sang một cái hành động khác. Ví dụ cái ép này nhá, các bạn xem cái ép này của chúng ta sẽ lấy ra cái new category request, đúng không? Đúng nhá, chúng ta mặc định là cứ tạo ra một cái model và chúng ta xếp nó xuống. Nếu bởi vì ở đây nó chưa có cái ID cho nên là cái model chúng ta nó không hiểu là việc này sẽ update hay insert. Nếu có ID chắc chắn nó sẽ là update, còn nếu mà không có ID nó sẽ là insert. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đó, thì bây giờ cái việc của chúng ta chỉ cần nữa là chúng ta cần đẩy thêm cái ID thực tế của cái đối tượng của chúng ta lên. Mỗi thế thôi. Thì chúng ta làm như sau. Ở cái index blade này, trong cái form này chúng ta sẽ lại có thêm một cái input. Input bằng hidden. Có cái name là ID value bằng rỗng. Chúng ta có cái name, có cái ID cho nó. Đây là get, đây là field ID đi. Field ID. Name bằng ID, ID bằng ID luôn. Để đi lên kia chúng ta lấy cho nó dễ. Thì chúng ta làm như sau, mặc định cái thằng này nó sẽ không có gì. Cái thứ hai là bây giờ chúng ta sẽ set lại cho cái thằng này là cái biến, cái chỗ nào có cái thằng bằng ID chấm van nó sẽ bằng cái rp chấm ID. Để chúng ta xem nhé, trong trường hợp add new inspect input hidden value bằng rộng, đúng không? Tắt đi, edit input hidden id value bằng 2. Vậy khi mà đẩy lên thì nó sẽ lấy được cái ID này, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái phần này. Khi mà đẩy lên chúng ta sẽ xử lý if request trỏ đến input input là ID bằng null hoặc request này s id và request input bằng rỗng hoặc request input id nó bằng không, tức là có cái id gửi lên hoặc có ID gửi lên và cái mớ này nó khác rỗng và khác không. Cái này vào luôn, sorry các bạn, vào luôn khác không, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là biến model nó sẽ bằng category 2.2.file file cái request ID của chúng ta. Còn else thì cái model nó sẽ bằng cái new category, sau đó nó sẽ dựa vào cái thông số ID này của model nó thực hiện xếp xuống thì nó sẽ phân biệt được trường hợp nào là insert, trường hợp nào là update. Chúng ta thử nhá. Edit này. Chọn thằng này là quốc tế. Rồi thì công nghệ đi. Submit. Được chưa? Bây giờ tôi update tiếp thằng này. Ô, bỏ mẹ rồi, có vấn đề rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta làm như này này, tức là bắt buộc phải chọn một thằng nào đấy, tức là không có thằng nào là gốc cả, đúng không? Thế bây giờ chúng ta phải làm cách khác, phải làm thêm cái này. Đó là trong cái form này của chúng ta này, chúng ta trong cái select này chúng ta ngay lập tức chúng ta thêm một cái option value bằng null, bằng rỗng, có
Đó, đây là danh mục nữa, danh mục thì gạch gạch cũng được, danh mục gốc rồi đây, edit nó, chúng ta có thể chọn làm cái danh mục gốc, submit lên, bật luôn, hoặc là chúng ta sẽ set cho nó cái value bằng 0 như này cho nó chắc phủ. Rồi, được chưa? Đây là cách chúng ta sẽ insert và update cái dữ liệu. Có nghĩa là sử dụng cái trò ở trong này, tôi đang hướng dẫn các bạn là sử dụng cái thủ thuật là sử dụng AZAP gửi request lên, lấy dữ liệu từ server trả về dưới dạng JSON. Sau đó chúng ta sử dụng cái JSON đấy, chúng ta fill vào trong những cái element nằm trong HTML của chúng ta. Được chưa? Như vậy nó tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều những cái màn hình, tiết kiệm rất là nhiều những cái tài nguyên chúng ta phải sử dụng, đúng không? Ở màn hình này chúng ta làm mệt hơn một chút thôi. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là cái việc delete. Delete này thì không có gì luôn, quá dễ. Đúng rồi, đây. Delete các bạn có thể delete bằng AZAP cũng được, có thể delete bằng cách thông thường cũng được. Thì ví dụ như tôi làm bằng cách thông thường nhá. Thì đây là button này, thì cái này của tôi không phải là button. Đây là một thẻ A có cái href bằng cái đoạn text nào đấy. Sửa cái này lại. Thẻ A vẫn giữ class. Thì bây giờ cái việc của chúng ta lại quay lại cái root là tiến hành gì? Là get remove, get gạch ngang remove. Thì đây là remove dựa vào thêm một cái biến là cái biến ID ở đây là biến require. Đây là get chấm remove. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành ở trong này là sinh ra một cái hàm nữa. Là hàm tên là gì nhỉ? Remove. Người ta hay đặt là destroy. Remove. Thì ở đây tôi sẽ lấy ra cái request input bằng ID, hoặc là trong này tôi lấy luôn ra cái biến ID cũng được. Thì cái story file ra cái ID và tiến hành là nhầm cái story, không nhớ lắm cái hàm đấy là hàm gì. Tôi search lại trong này thì chúng ta có cái ilo quần destroy. Đây, destroy cái ID. Chúng ta sẽ chỉ đơn giản tiến hành là category destroy cái biến ID kia và tiến hành là redirect về cái root index, get index là xong. Chúng ta thử nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ làm cái với cái get remote này. Các bạn xem. Đúng rồi, xin lỗi bạn. Get. Thì ở trong cái giao diện của mình sẽ là mở ngoặc phải get remove phải cái array là ID nó bằng với cái biến get chọn đến ID của mình. Bạn xem nó sinh ra như thế nào. Góc thì dưới thì số 1 đó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xoạc. Xoạc luôn. Đúng, đáng lẽ là phải có một cái confirm. Confirm thì mới đúng. Nhưng mà thôi, chúng ta có thể làm confirm đến sau. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái thư viện này. Bootbox. Bootbox.js. Các bạn có thể vào đây, chọn từ confirm. Đấy không? Bạn có đồng ý muốn xóa không? Nếu mà đồng ý thì thực hiện cái gì đấy. Đúng không? Alert này, true phone này. Đó là cách chúng ta sẽ sử dụng. Được chưa? Các bạn nên làm như vậy, có cái tư duy là hỏi trước khi xóa rất là tốt. Được chưa nhỉ? Ok, đấy là xong cái phần kết tội. Chưa xong, còn cái parent này nữa. Cái
Đấy, nhìn thấy ID không? Bởi vì nhá, trong cái root của chúng ta có thể là yêu cầu rất là nhiều những cái parameter ở đây, đúng không? Đúng không? Nếu bạn truyền thẳng vào, truyền thẳng kiểu gì? Chúng ta truyền thẳng vào trong này. Thế nhá, viết viết sược sược như này. À. Đúng không? Hôm trước mình đã nói với bạn một lần rồi đấy. Đúng không? Chúng ta sử dụng array bây giờ mà thử xem mình làm như nào nhá. Đây, xem. Thế nên bằng đời sống không? Hiểu không? Đấy là cái cách chúng ta sẽ làm việc với nó. Bởi để array thì chúng ta có số lượng parameter trên URL nó là vô hạn. Được chưa? Bây giờ trong eloquent này chúng ta còn một phần nữa chúng ta cần phải lưu ý. Đó là cái các bạn để ý những cái thứ mình search nhé. Những cái thứ này nó không phải là bỏ qua đâu. Nó là eloquent relationship. Không phải là xóa nhiều cái mà là quan hệ giữa các bảng với nhau. Ví dụ như kiểu là many to many này, one to many này. Đây chúng ta mở cái category của chúng ta ra, mở cái model category của chúng ta ra. Chúng ta sẽ thêm vào trong này một cái hàm. Quá. Đây. Ta sẽ có cái hàm là get parent. Chúng ta sẽ return tốt nhất là như thế này. Để cho nó dễ hiểu, chúng ta code xong chúng ta sẽ hiểu, còn những cái hàm ở trong này nó sẽ thực thi những cái dòng code như của tôi thôi. Category 2.2. Find 2.2. Find đây là tôi sẽ để đây là cái model. Một cái biến là model sẽ bằng cái này. Hoặc là biến này là biến parent. Find $this trỏ đến parent dưới ID. Sau đó tôi sẽ return ra cái biến là parent. Chọn đến nền. Bây giờ các bạn sẽ xem nhé. Ở index list này, cái get này tôi chọn đến get parent. Được chưa? Xem nó ra cũng ra cái gì. Ôi giời ơi. À, chờ tôi tí. Đang có lỗi ở đây rồi. If biến parent bằng null thì tiến hành return ra cái rỗng như này, còn không thì parent. Đây. Ok, cảm ơn bạn. Bây giờ tôi tạo một thằng mới là con của một thằng nào đấy, danh mục con là con của ông thể thao, submit. Thấy không? Bây giờ thằng này công nghệ là con của ông đời sống. Sammy. Hiểu vấn đề chưa? Tức là ở ngoài view này, chúng ta có thể là lấy ra cái thuộc tính, ra lấy sử dụng một cái hành động, sử dụng một cái hành động của cái model của chúng ta để thực thi cái câu lệnh là đầu tiên là lấy ra sử dụng cái category, lấy ra một cái phần tử, một cái đối tượng ở đấy trong cơ sở dữ liệu, khớp cái ID với cái parent ID của cái thằng được đối tượng đang được xét hiện tại. Nếu mà nó khác null, tức là nếu mà nó không bị rỗng, thì chúng ta đẩy ra cái parent name, nó cũng là dạng category mà thôi. Được chưa? Nhưng mà nó có cái name, chúng ta trả ra cái name đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ hiển thị nó ra ngoài. Thì nó sẽ là cái đoạn text ở đây của chúng ta. Ok chưa nhỉ? Đấy là cách chúng ta sẽ tương tác với cái kiểu cha con, lấy ra cái tên thằng cha ở đây. À, thêm con là như nào? Tức là con của con ấy, danh mục cháu là danh mục con đúng không?
chưa? Cái phần nếu mà chúng ta làm kỹ hơn về phần category này thì nó sẽ rất là đồ sộ và nặng nề. Phần category là cái phần mà khoai, rất là khoai trong mỗi dự án. Bởi vì nhá, chúng ta còn có những chức năng sau cho category này: sắp xếp, tra con. Đấy là một. Cái thứ hai là chúng ta sau này sẽ cần phải đề quy về cái category này. Biết để làm gì không? Bây giờ nếu mà ở trong ở ngoài cái trang client ấy, tôi bấm vào cái thằng đời sống của Phát, thì tất cả những cái bài viết ấy, thuộc về đời sống và thuộc về những cái danh mục con của đời sống thì phải hiện ra, đúng không? Các bạn có thể thử đi search thử mà xem. 24 giờ đây tôi vào một cái đây là tin tức trong ngày. Bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái bài viết nó chả liên quan đến nhau. Ví dụ đây là thuộc sự kiện, tin nóng, tin pháp luật, các thứ các kiểu, đúng không? Nó là các cái danh mục này là cha con với nhau. Khi mà chúng ta search trên một cái danh mục nào đấy, ví dụ an ninh này, bạn thấy không? Phần này nó là lạm dụng tình dục, phần này nó là cái gì mà biến biết như kiểu bít bít ấy. Đây, trọng án, thấy không? Đó là những cái danh mục con nằm trong. Chúng ta search một danh mục cha thì nó sẽ ra tất tần tật cả những cái bài viết của danh mục cha và con nữa. Đấy là chúng ta khi mà chúng ta phải để quy. Cái đấy nó sẽ rất là phức tạp. Sau này chúng ta làm nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng mà ở trong cái khóa này chúng ta không đủ thời gian để làm cái việc đấy. Chúng ta tạm thời dừng lại ở cái phần này. Đây là phần về danh mục. Được chưa? Tiếp theo là sẽ về phần post management. Cái này nó sẽ là làm về cho chúng ta làm về cái việc là viết bài. Được chưa? Viết bài thì chúng ta để ý cho tôi trước về cái dữ liệu của phần post này đã. Post này, trong này nó sẽ có ID, title, content, parent ID, feature image, author, created as updated as, cái thứ các kiểu. Đúng chưa? Đây là cái cấu trúc của nó. Trước khi làm gì chúng ta phải hiểu cấu trúc đã. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Ở trong cái URL lại, bắt đầu từ URL. Ở đây chúng ta sẽ lại sinh ra một cái root mới. Cắt đi bên dưới này. Chúng ta ở đây chúng ta nên comment. Đây là end category. Đây là begin category. Chưa? Sau đấy ở đây chúng ta sẽ tiến hành là paste cái root post này vào. Chúng ta cần phải tạo ra cái post category index name bằng post. Chúng ta thấy khi mà chúng ta tổ chức những cái URL, những cái file nó hợp lý thì chúng ta đặt ra và người khác đọc rất là dễ, đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể là khi tôi viết cái này các bạn đoán trước được URL nó là như thế nào, được chưa? SC. Rồi bây giờ chúng ta xem. Thì trong ở trên đây chúng ta chưa có post controller, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành là PHP artisan make 2.controller. Ở bên G2 nó cũng có cái trò sinh controller. Controller là post controller. Xong, sinh xong. Ở chết mẹ, nhầm rồi. Xóa đi. Delete. Đây là admin server post controller. Admin post controller, chúng ta sẽ có cái hàm là public function index. Index. Đây, index ở đây. Được chưa? Thì cái index này của chúng ta sẽ tiến hành là lấy ra post. Nó sẽ bằng, có cái model post chứ nhỉ? Chưa có. Tạo luôn model. PHP artisan make 2.model. Model serve post. Xong. Thì cái này chúng ta lại đi copy ở trên này ra thôi. Bảng này là bảng post.
được chưa? Timestamp, thằng này có timestamp nên chúng ta bỏ nó đi, có mỗi cái này thôi. Sau đó thì ở trong cái post controller chúng ta sẽ use cái app sược sược model sược post. Ở đây chúng ta lấy ra là post 2.on và return ra cái view. View là post.index admin đúng không? Admin.post.index và truyền cái biến kia ra ngoài. Compact cái biến là post truyền ra phía ngoài. Thì ở trong này thì chúng ta lại tiến hành là cái story có rồi. Thì bây giờ chúng ta đi duplicate nó lên thôi. Resort này, view này, admin này, category này, duplicate lên. Boss. Xong, ra màn hình index. Ở đây chúng ta làm không khác lắm. Cũng vậy. Thì nó là sẽ là về là post title là category chưa, vào bên này là add new. Ok không? Add new chúng ta không lấy nội dung ra ngoài này. Không lấy nội dung ra, chúng ta sẽ có cái chức năng là muốn xem bài nào thì phải bấm vào cái tên danh mục của bài đấy để ra cái trang edit thì mới xem được nội dung, hoặc là xem nội dung ở phía ngoài trang chủ chúng ta, chưa? Chứ chúng ta không cho nó đẩy ra ngoài này luôn. Chúng ta xem, chúng ta sẽ làm như nào? Ở đây nó là cái gì nhỉ? Ở đây nó sẽ là post, s post, đây là post id, post title, đây là post parent id. Chưa? Mỗi ba phim này thôi. Ở dưới này chúng ta vẫn cứ là sửa cái này chúng ta không cần luôn. Mấy cái chỗ này edit này, edit fs mới chúng ta bắt buộc phải lấy ra bằng cái sinh ra một cái giao diện mới chứ không dùng như này. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái button để nguyên button đấy, root, sửa lại cái này cho đỡ lỗi. Ngoài ra chúng ta sẽ bỏ cái model đi. Bỏ luôn phần này đi. Rồi chúng ta xem nó ra cái gì. À quên. Ở trong đây chúng ta còn có cái root nữa đúng không? Post.index. Đặt tên là rồi, post.index. Sau trên này vẫn vậy. Index malate post. À quên, mình sửa nhầm chỗ. Đấy là cái dở khi chúng ta không có cái layout đó. Là mỗi lần sửa là lại phải vào từng thằng một sửa. Thấy cái lợi ích của layout chưa? Nếu mà không có làm rất kiểu rất nông dân. Bay or table log post. À đây, nếu mà gặp lỗi này thì tức là đang bị lỗi ở trong đây model chữ SC. Được chưa nhỉ? Không có cái gì. Bây giờ mình sẽ tiến hành là thêm dữ liệu vào đây xem. Mình sẽ đi copy hello của relationship luôn. Đúng không? Nó làm toàn bộ về phần model của chúng ta. Là cái eloquent. Được chưa? Ủa? Sao không pay được nhỉ? Ui đồ ôi, nhiều lắm rồi. Bằng fan thì tôi sẽ đi copy một vài đoạn thôi.
Garden ID là số 1 đi. Feature image 0. Rồi ok. Ta sẽ lấy ra được cái này. Trời ơi. Nó đánh ngoãng này. Chờ một tí để tôi xem nha, cái phần này nó như thế nào. Mắc width bằng 300 pixel. Chúng ta giảm xuống. Khoảng 230 pixel nhé. Thì chúng ta sẽ có ở trong này, chúng ta ở trong cái index của cái thằng post này, trong cái TH, cái post title ấy, chúng ta sẽ có cái width 230. Chưa? Tương ra chỉ đến thế này thôi, cái story ID 1. Thì nó cũng giống như tiếp theo muốn lấy ra cái tên, muốn lấy ra cái tên của thằng kia. Thì chúng ta ở trong cái post chúng ta cũng sẽ có là chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng lại cái thằng này. Get parent cái story file this parent ID, lấy ra parent name. Copy paste ra cái chỗ này. Chưa? Đợi xong. Bây giờ chúng ta sẽ ra add new. Add new thì cái giao diện nó sẽ hơi khác một chút, thì chúng ta làm luôn. Đó là làm phần add new này thì chúng ta sẽ tiến hành hard wrap tạo root sang trang add new post add để post form sửa ID hỏi chấm đi không bao giờ được, tất nhiên là vẫn được, nhưng mà cái URL sẽ rất là dài, cực kỳ dài. Bởi vì sao? Bởi vì dữ liệu ở trong cái phần nội dung phải viết đưa hết lên trên này, hình dung không? Thế có nên không? Đó. Đây là form. Form. Thì chúng ta mở cái post controller tạo ra hàm form. Post controller. Có một cái public index. Sửa thành form. Chúng ta sẽ if cái request, đây tôi sẽ có cái request biến là request if cái request cho đến input hash là ID thì cái biến model chúng ta nó sẽ bằng model bằng post 2.2.file cái biến request chọn đến input và cái field ID kia else chúng ta sẽ có model bằng new post. Sau đó là chúng ta sẽ truyền cái thằng post này ra ngoài. Post form. Compact cái biến model. Xong. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái tạo ra một cái model mới, à một cái view mới. Trong này, trong cái phần post chúng ta tạo ra new file. Đây là form.blade.php. Tôi đi copy cái phần layout của thằng này.
trả lại cho cái rogue. Này bây giờ đây sẽ là form here, chúng ta test thì tôi sẽ đi copy cái post form đây, post form ở đây thì tôi tương vào trong này. Rồi, add new post form là form nhiệm. Chúng ta sẽ làm như sau. Trong này chúng ta sẽ có một cái div có class là cone-xf-8, cách cone-xf-offset-2. Trong này chúng ta có một cái form action để đấy đã, method là dạng post. Để cái form của chúng ta có thể gửi được một cái ảnh lên nhé, các bạn lưu ý này, để một cái form của chúng ta có thể gửi ảnh trên server ấy, thì chúng ta phải có cái encrypt type bằng multipath sược form data như này, thì cái form của chúng ta mới gửi được các cái file mà cần upload lên cái server được, chứ còn không là nó không gửi lên đâu nhá. Chúng ta viết class cho thằng này, form. Ở đây chúng ta sẽ có cái div, div có class bằng form trừ group. Trong này nó sẽ là cái label, label với input, input type bằng text, có cái name bằng title, value bằng model, value sẽ bằng model chọn đến title, sẽ có label ở đây là title, form group, input này có class là form to control. Xem nhé, title như là đây. Còn bây giờ nếu ví dụ là trong này tôi sẽ có sược một của xong ra gì, sược một, các bạn chờ tôi chút nha, đưa đây ra này. False, sao lại không có ID nhỉ? ID. Đây bằng 1 đây rồi. Vậy thì chỗ này chúng ta không làm này được, chúng ta phải reset. Reset để biến ID. À quên, ở đây chúng ta có ID bằng new thì if là empty, empty cái biến ID này, crack empty, chúng ta lấy cái này ra, chúng ta sẽ biểu bỏ ở đây là biến ID thôi. Để luôn ra. Còn nếu không có, nếu không có cái biến ID này, form của chúng ta không có gì. Được chưa nhỉ? Thì cái form này, đây là cái div này, chúng ta vẫn có là vẫn có hay chưa? Có cái CSRF gạch dưới fill như bình thường. Vẫn có input hidden,
Iden, còn name là ID, value là model cho đến ID như bình thường. Thế nào? Cái này á? Tôi đang chọn đấy hả? Này đi. Xem nha. Nó không hiển thị lên trên màn hình, nó vẫn tồn tại. Khi submit thì nó vẫn cứ lên. Thì đấy là tác dụng của input header. Được chưa? Ví dụ tôi đây tôi bằng 1 phải sửa bằng 1. Rõ chưa? Đây là một cái thủ thuật kinh nghiệm khi chúng ta đi làm, chúng ta có thể là đưa vào đây những cái dữ liệu mà người dùng người ta không nhìn thấy. Hoàn toàn có thể mà. Không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái field. Một cái field đây là content chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta không sử dụng cái input nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng cái text area có cái name là content. Và value ở trong này của nó sẽ như sau. Model trỏ đến content. Được chưa? Các bạn xem trong dữ liệu có content không? Có content đây này. Xếp xuống. Bây giờ chúng ta xem nó ra cái gì. Introduction gì gì đấy. Quả sao có mỗi chữ introduction? Ồ, có mỗi chữ thật ạ. Copy. Nó ra luôn text cho chúng ta sửa đúng không? Thì tí nữa chúng ta sẽ làm đẹp nó hơn với cái text area, với cái editor. Bây giờ chúng ta tạm thời chấp nhận như này đã. Chúng ta sẽ có một phần tiếp theo. Có một phần tiếp theo. Đó là cái button set xuống. Cứ để đã, tí nữa chúng ta sẽ phục vụ đầy đủ thôi. Input hidden, hidden tiếng Anh sang tiếng Việt nghĩa gì? Ẩn. Ẩn đi thì nó không lên. Đó, chỗ nào? Đây đi. Của cái ID thôi. Cái này mang dữ liệu của cái ID. Nhưng mà đã là input hidden thì nó tồn tại. Cái element thì nó tồn tại. Nhưng mà nó không được đưa lên khi mà chúng ta submit cái form này lên. Hình dung được vấn đề không? Hả? Bạn có bao giờ đã edit một cái bài viết, bạn có bao giờ sửa ID của nó? Bạn sửa ID thì làm gì còn là edit cái bài đấy nữa, bạn sẽ là edit cái bài khác. Hiểu không? Thế cho nên là chúng ta có thể dùng cái này nhưng mà chúng ta ẩn nó đi thôi. Được chưa? Không nên. Không nên, cứ để nó tăng, kệ nó không sao cả. Kệ nó. Đấy chuyện bình thường mà. Ví dụ như kiểu cái bảng category mà có thể xem. Bảng category có thể xem đây này. 4 5 6 7 8 đó. Nó cứ tăng lên kệ nó thôi, mình không nên sửa lại. Tiếp tục nhá. Ở đây chúng ta làm cái button submit để lưu dữ liệu xuống đã, rồi tính sau. Được chưa? Thì chúng ta có cái bắt có cái form nhầm. Có cái div class là form group lại text center thôi. Chúng ta sẽ trong này chúng ta có một cái button file và submit. Có class btn text btn trừ succeed trừ submit. Rồi ok, btn submit. Thì chúng ta sẽ có cần phải có một cái link để gửi cái này lên đúng không? Để xếp xuống được. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái root nữa. Đây là post
to save. 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 Copy cái root này. Đưa vào đây. Root. Port.save. Chấm nào? Chấm này à? Cái này à? Đây là mình thích thì mình chấm thôi. Chứ chả có lý do gì cả. Chỉ có ở trong view mà chúng ta chấm là ngăn cách cho các folder, các thư mục. Còn lại ở chúng ta là ở các cái chỗ khác thì chúng ta chấm cho nó rõ ràng. Post gửi một cái request dạng post lên cái đường dẫn này. Làm gì có chấm ở đâu? Đây đây, chính là cái này này. Chính là cái này này, post save này này. Đúng rồi. Thử nhá. Thử xem nhá. Bạn xem nhá. Đây. Không phải là post save không? Được chưa? Đấy là cái cách chúng ta làm thôi. Đặt tên naming để cho nó dynamic. Sau này chúng ta, các bạn để ý này. Nếu mà nhiều chỗ mà chúng ta dùng cái root có cái name như này, sau này chúng ta chỉ sửa một cái trong này thôi, sửa thêm một dấu cộng, một dấu trừ gì đấy, chả nhẽ chúng ta phải đi từng cái root kia một chúng ta sửa. Chúng ta sửa trong này là tất cả những chỗ kia nó ăn theo. Đây là gọi là dynamic. Viết một lần dùng nhiều chỗ. Ok chưa? Rồi, form này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo ra cái hàm save cho nó. Save. Tốt nhất là làm bằng canh. G nó có cái trò là cà rô đê đúng không? Không nên. Lỗi cực kỳ nhiều. Nếu mà bạn chỉ có, đấy nhá. Kinh nghiệm của mình làm với cà rô đê, bạn làm cũng được. Nhưng mà nó sẽ chỉ phục vụ cho cái mục đích là basic thôi. Với cái ví dụ những cái bài nào nó phức tạp lên, những cái màn hình phức tạp ấy, bạn chết chắc. Tất nhiên chỉnh sửa sau được, nhưng mà bạn phải thực sự hiểu của nó. Nhưng mà với mình ấy, mà mình đi sửa thì thà là mình cốt mới còn hơn. Thật, nói thật với bạn luôn, bạn sẽ thấy là khi mà sửa nó rất là rắc rối, thà bạn đi bạn cốt mới còn hơn. Bạn nếu mà bạn chỉ với mục đích là cung cấp API, bạn có thể sửa được, nó tiết kiệm thời gian cho bạn. Rồi, đây là hàm save của chúng ta. Đây vẫn là request. Request boss này. Thì chúng ta sẽ có cái, các bạn xem nhé, ở trong cái Laravel Eloquent này, nó có một cái thứ rất là hay. Getting started này. Fin. Thấy không? Fin. Chúng ta có cái finable. Xem nhá. Ở trong thằng post đúng không? Để xem nào. Đây là protected finable. Protected biến là finable bằng cái array bao gồm ID, title, content. Được chưa? Chúng ta xem nhé. Chúng ta sẽ có một cái biến model bằng new post. Sau đó cái model của chúng ta sẽ tiến hành fin. Fin request trỏ đến old. Giờ tôi tiến hành là dd ra cái model cho nó ra cái gì nhá. Nó sẽ có tribute th something new id
hay không? Tức là chúng ta không phải gán lại, ví dụ như bên Ketori, mình cố tình làm bên Ketori á. Đây, Ketori các bạn nhìn khi mà mình update này, mình phải gán name, gán parent ID, các thứ các kiểu ở trong này, để gán cho các cái thuộc tính của nó, giá trị của các thuộc tính. Thì mình phải gán rất là nhiều, đúng không? Nếu mà cái bảng của chúng ta, các bạn hãy thử tưởng tượng, cái bảng post này của chúng ta mà chúng ta vừa gán ID, gán title, gán content, gán parent ID, gán feature, author, các thứ các kiểu này, nó rất là dài, không cần thiết phải làm việc đấy. Laravel nó hỗ trợ chúng ta cái việc finable, chúng ta chỉ việc fin nó vào. Trong post controller ở đây chúng ta chỉ cần fin nó vào là chúng ta sẽ ra được một cái object, nó sẽ bao gồm các cái cột nó như thế này rồi, đúng không? Chúng ta đỡ phải làm nhiều nữa, cái này nó sẽ hợp lý hơn và dễ dàng hơn cho chúng ta rất là nhiều. Thì tiếp theo, đã có model rồi, chúng ta tiến hành model chọn đến save. Tôi không cần biết là đây là màn hình update hay là màn hình insert mới, tôi cứ save xuống và tôi return ra rest redirect ra cái root post.index nha. Ôi giời ơi, update tật ất, create tật ất, value duplicate entry 1 e primary á đủ. Cái này phải xem lại này. Đúng rồi, nó sẽ hiểu là cái phần này là bị trùng ID. Chúng ta sẽ if cái biến request trở đến input, cột là cột ID, nó khác với không thì chúng ta sẽ có model bằng post 2.2.file ra cái request ID này, tức là có giá trị thì chúng ta sẽ file nó ra, else chúng ta đưa thằng này lên. Rồi chúng ta làm lại, tạo mới này, thêm sản phẩm, thêm bài viết, nội dung bài viết. Cái phần này chúng ta vẫn có content nhưng mà chúng ta không có cái danh mục thôi. Như bài viết được chưa, dễ hơn nhiều không? Dễ hơn nhiều. Tiếp theo chúng ta còn cần còn một phần nữa, đó là cái gì? Chúng ta khi fin xong, chúng ta tiến hành model trỏ đến đây mới, bài viết mới nhá, thì chúng ta model trỏ đến created by bằng auth. Chưa dùng thằng hot ở trong này. Bạn chờ tôi một chút nha. Hot. Đâu nhỉ? Đây, hot. 2.2. User đóng mở ngoặc trỏ đến ID. Tức là lưu được cái người nào là người tạo ra. Được chưa? Lưu được người tạo ra. Thậm chí là các bạn tiến hành là đây luôn, model chọn đến author bằng auth user, chọn đến name luôn. Model chọn đến update by nó sẽ bằng trỏ đến ID. Chúng ta xem tôi tạo ra thêm một cái nữa nhá. New test author. Ôi giời ơi. Created by test
test author. Chúng ta xem. Ông nào tạo ra? Ông qua đi bằng 1. Đúng không? Bây giờ chúng ta tiến hành log out rồi nhá. Tôi thử log out rồi nhá. Tôi log in lại bằng ông mod đúng không? À còn log. Phải. Mod à còn log 1 2 3 4 5 6. Rồi, post management. Tại không có rồi. Rồi, post. Đấy nó rất là khổ khi mà chúng ta không làm layout. Add new. Mod add. Vẫn ra đúng mới đúng không? Nên bây giờ chúng ta xem trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Bây giờ ông ID bằng 1 sẽ tiến hành là sửa lại bài của ông ID bằng 2. Sửa lại nhá. Chúng ta xem. Tôi log out ra. Admin. Là cộng log. Post form cái bài viết cái bằng mấy nhỉ? 4. Yeah. Admin update. Người tạo vẫn là người số 2 nhưng mà người update là người số 1. Được chưa? Các bạn nhìn author này. Thấy không? Author là người tạo ra. Tôi thích thì tôi có thể là thêm một phần nữa ở cái index blade của thằng này. Và tôi sẽ sau ngay sau cái post title tôi sẽ có cái post author. Đây post là author. Ông admin. Được chưa? Các bạn thích thì các bạn thêm ngày tháng năm hiển thị vào đây. Thoải mái. Như nhỉ? Tiếp theo là chúng ta sẽ làm đẹp cho cái này. Làm nó đẹp hơn và dễ dùng hơn. Không thể để như này được. Thì chúng ta có cái thằng là Tiny MCE. Tiny MC. Ta vào đây. Chúng ta download nó về. Cái gì đấy? Cloud gì đấy? Download. Tiny MC. Rồi, chúng ta được tiến hành là một ra giải nén ra luôn. Xong chưa? Giải nén ra này. Copy. Sau đó là pệt vào trong cái thư mục public của mình á. Public. Tôi tạo lên một thư mục là plugin. Đó là những thư viện cắm ngoài. Tôi pệt vào trong này. Tiny MC. Sau đó là ZF thì tôi rồi xong nhiều này. Copy ở đây. Chờ một chút mình sẽ lấy lại cái file Tiny MC kia. ZF này tôi copy từ đây thôi. Không copy từ kia nữa. Copy. Để vào trong này. Rồi. Thì bây giờ ở trong cái thư viện của chúng ta. Chúng ta sẽ cần cái thằng đấy. Chúng ta sẽ script. Có cái src. Nó sẽ bằng. Hàm asset chúng ta có cái plugin đúng nhỉ, public này, plugin có sc này, tiny mc rồi tí nữa các bạn sẽ thấy sược này, jquery tiny mc min tinymce.min.js
bạn xem bây giờ nó làm cái gì nhá. Đây nó sẽ ở dưới này. Quá mình post nhầm với sao ấy, khổ lắm. Đây là index led, nhầm rồi, ở form. Đẹp rồi đây. Đây, bạn nhìn này, nó sẽ ra cái local host plugin. Nếu bây giờ mình không có cái asset này nhá, mình không có cái asset này, mình chỉ có đoạn này thôi đúng không? Đúng không? Chết đứa đừ ngay. Dashboard plugin. Được chưa? Kiểu lý do của nó chưa? Đó. Cho nên là mình mới cần cái hàm asset. Hàm asset này là một hàm build-in. Ở trong Laravel, nó có rất là nhiều hàm build-in, hay là ở trong Laravel có khái niệm là helper. Helper function. Nó giúp chúng ta rất là nhiều việc. Ví dụ như hàm root thì cũng là hàm helper. Mình hiểu chưa? Đấy, nó giúp chúng ta rất là nhiều việc ở trong này. Xong, TinyMCE cài xong. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách dùng. Là phần doc, example và demo. Xem nào. Basic example thôi, chúng ta đến với basic thôi. Đây, đây là ra cái example. Chúng ta tiến hành là TinyMCE init. Selector là take area. Tôi copy hết, tôi paste vào đây. Đây là xong. Xem nhá. Đủ đẹp chưa? Đúng rồi, nó giống như kiểu là CK Editor. Chúng ta chỉnh lại cái hai của nó còn 300 pixel thôi. Đó, nó chỉ bằng ngày thôi. Đây là SC Tiny MCE. Đây ví dụ là thiện DH là author. Tôi sẽ bôi đậm ra này. Tôi sẽ có một cái đường dẫn ảnh ở đây. Wow. Sexy girl. Limit. Kiếm một cái ảnh nào đấy, đây. Xem cái đuôi ảnh là cái đuôi gì. Để khác đi. Twister. Đây, nó GPG đây rồi, copy. Có đường dẫn ảnh, ném cái ảnh vào đây. Ở đây tôi để là 400. Cái này thôi, tôi căn giữa. Rồi, xuống dọc. Đây là ảnh đẹp. Chấm 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 chấm. Submit này. Được chưa? Xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ load lấy cái nội dung cụ thể từng bài ra nhá, thử xem như nào nhá. Nếu mà muốn lấy chi tiết một bài viết ra thì chúng ta bấm vào đây nhá, bấm vào đây, sau đó chúng ta sẽ vào cái link detail. Chúng ta làm như sau. Ở trong phần web chúng ta sẽ có cái là root 2.2. get. Cái link là detail sược. Để ID phải viết vào đây. ID function. Tôi demo cho nó nhanh trước đã. Sau đó chúng ta sẽ có cái phần là return. Quên nhầm. Chúng ta có cái post. Nó sẽ bằng post 2.2. file. Đến đây đến ID. File ID. Sau đó là chúng ta sẽ có cái return ra cái view. View này là thuộc về
admin rồi này. Tôi tạo ra một cái thư mục mới tên là client. Sau đó tôi có một cái view ở đây là detail.os.blade.php. Xong. Rồi cái này tôi sẽ return ra cái client.detail.os mà tôi truyền ra compact ra cái biến post kia. Truyền ra cái biến post kia. Sau đó ở trong cái phần detail này thì tôi lại đi ăn trộm. Tôi ăn cắp lại cái giao diện này. Tôi xóa trắng cái nội dung của nó đi là xong. Chưa? Trong đấy tôi ở đây tôi sẽ có một thẻ H2. Thẻ H2 này thì nó sẽ đóng vai trò là hiển thị nội dung của cái biến post cho đến title của tôi. Tiếp theo là tôi sẽ có một cái div. Có class là không, div rồi. Có cái class là content div. Trong này tôi sẽ hiển thị ra cái post cho đến author ở bên nhập content phía dưới cùng của cái thằng này tôi có một cái div hoặc là một cái thẻ div đi. Class là text trừ write. Giờ text trừ write trong này tôi có một thẻ là thẻ strong ở trong đây sẽ có là post chọn đến author. Xem nhé. Nặng. Cũng dài rồi. Detail post. Đặt luôn nhỉ. Detail, tôi đặt cho nó cái name đi. Đây, cái này là post title đúng không? Đây, enter nó xuống. Chúng ta nhét hẳn vào đây cho tôi một cái thẻ A. Có href bằng cái root detail post. Bỏ cái này đi. Có cái target bằng cái dưới blank. Trong cái thẻ A này thì chúng ta mới sinh ra cái này. Chất. Detail post ở đây còn thiếu vậy. Cái ID nó sẽ bằng với cái biến post cho đến ID. Đây chính là cái này. Được chưa? Post not found. Post not found tức là chúng ta chưa sử dụng cái đây. Giỏi rồi. Gì mà à đây nó đưa ra dòng text, xin lỗi các bạn. Nó đưa ra dòng text thì chúng ta ở trong này không phải. Được chưa? Đây là nội dung bài viết của chúng ta. Được chưa nhỉ? Đây là chi tiết một bài viết. Ví dụ tôi sửa lại cái bài số 4 đi. Là như này, admin căn giữa và các cái chữ cái, các cái giao diện. Cái này giao diện thì các bạn phải tự xây dựng cho mình. Ví dụ các bạn kiếm một cái theme nào đấy, ví dụ như mình sẽ có cái theme như này. Trong phần download hôm qua mình có download là new reporter đấy, có cái theme như này thì mình hoàn toàn có thể dựa vào cái này để mình xây dựng ra cái giao diện. Nhưng bên kia mình sẽ đưa vào các cái phần từ HTML cho nó phù hợp với cái nội dung của mình đã chuẩn bị ở trong cái phần backend, là cái phần chúng ta đã vừa mới làm. Đó, phần chúng ta vừa mới làm ở bên này này. Thấy không? Bây giờ mình click vào link này nó lại ra cái bài viết đấy. Bài viết nào của chúng ta nó sẽ ra. Yeah. Mỗi website nó sẽ đều có hai phía. Một phía là trang quản trị là cái sườn dashboard này của chúng ta.
một phía là client, tức là cái trang mà nó ra chi tiết bài viết, ra chi tiết bài viết như ở đây của chúng ta này. Yeah. Chúng ta còn phải xử lý thêm cái đường link này nữa là xong, một website. Chứ thực ra mới chỉ có bằng này, đây chỉ là một cái cơ bản nhất, nhỏ cái cơ bản nhất của chúng ta thôi. Ví dụ các bạn vào search cái này, search 8000, search 8000 Hello World này chẳng hạn, thì chúng ta có thể sửa lại nó. Đây mình sẽ vào đây, mình sẽ tiến hành là đâu nhỉ, đây cái Hello World này thì mình sẽ tiến hành là post nó sẽ bằng với cái post 2.2.on như này chẳng hạn. Sau đó tiến hành là return ra cái view là welcome, vẫn là welcome, nhưng mà truyền thêm ra ngoài cái compact của cái biến post này thì messy rồi, post đưa ra ngoài thì chúng ta sẽ point lại những cái thằng kia, có nghĩa là hiển thị lại một cách nào đấy khác, ví dụ như kiểu là cái welcome của chúng ta nhá. Thì ở trong này thì chúng ta sẽ có cái flex này, đây kệ phần này content đi, chúng ta sẽ có các cái phần như sau, ví dụ như kiểu là có một cái div có class là item chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có trong này một cái image img, trong img này nó chính là cái đường dẫn cái ảnh của chúng ta, sau đó render ra cái nội dung, hoặc là ví dụ chúng ta làm như sau. Ở đây là thẻ, lại thẻ H2, chúng ta có cái phần nhập không phải code như này, mà chúng ta sẽ có cái phần là a còng void void ra cái biến post của mình, nó element. Thì trong cái void này chúng ta dùng những cái thẻ là thẻ div item, những item như này để lấy ra các cái thành phần, ví dụ như H2 thì là title này thì sẽ là cái element trỏ đến title. Sau đó ngay phía dưới của cái title này chúng ta có cái thẻ là thẻ P đi. Thẻ P nó có cái element trỏ đến author. Ví dụ vậy chúng ta có thể xem ở đây. Cái này biến post sc, sorry các bạn, thấy không, hiện cái hát này, thêm bài viết này, và chúng ta sẽ cái này nó đang bị chữ, nó đang bị căn giữa các bạn ạ, chữ nó đang bị căn giữa flex center. Mình xem là chữ nó bị gì. Đây này, content này, context align center này, chúng ta comment cái này vào. Chưa? Bây giờ chúng ta thay đổi những cái thằng này thành thằng link, những cái link. Link thì dễ thôi. Ở đây chúng ta lại làm giống như ở trong cái phần index này, chúng ta tiến hành có một cái thẻ A ở đây. Thẻ A này nó sẽ nằm ở trong cái thẻ H2, thay lại cái element lên trên cái post ID, post title, bỏ cái element này đi. Yeah. Thế mày viết test author này, rồi thì là tinymce này, thế là cái ra cái hình dạng sơ khai của một website tin tức cả hai bên, đúng không? Thì ngoài ra thì chúng ta còn phải làm rất là nhiều thứ trong này, còn nhiều thứ lắm. Ví dụ như ở trong mỗi bài viết của chúng ta, trong mỗi bài viết này của chúng ta này, chúng ta lại phải chọn các cái danh mục, đúng không? Danh mục bài viết, đúng không? Thì chúng ta làm như sau. Tôi đi, tôi copy lại cái phần category index. Tôi đi, tôi copy lại cái select này. Tôi copy lại cái thẻ select này. Copy lại formlet này. Title xong là đến cái phần này. Chúng ta có cần cái biến kết này, đúng không?
chúng ta sẽ làm như sau. Trong port controller ra cái form thì chúng ta sẽ lấy thêm cái biến là biến get, nó sẽ bằng category --on đóng mở ngoặc vào, và chúng ta truyền thêm cái biến get này ra ngoài nữa để xem trong này có get chưa. Đó, chúng ta sẽ xem lại về cái form, cái danh mục gốc không, đúng không? Chúng ta sau khi làm như thế này, chọn một cái thể thao nào đấy, đây là team con thể thao, trong này là thể thao nội dung chính, thêm ảnh và gì thêm cũng thêm thôi, submit lên, chúng ta sẽ có team con thể thao. Ô, category, biết vì sao không có không? Vì sao không có? Mình xem lại nhá. Đây, ở trong này nó chưa có fill cái parent ID vào đây. Được chưa? Bởi vì thằng select, mình xem sẽ xem lại cái thằng select này. Nó có cái name bằng parent ID này. Boss này. Ở đây mình chưa có fill enable cái thằng parent ID. Mình làm lại. Edit. Wow. Edit là chưa có link à? Quên. Chúng ta sẽ có index của cái thằng này, chữ edit được rồi. Để edit chúng ta sẽ làm một cái thẻ A, post form, có ID, nó sẽ bằng với post ID, đây là info, đây là edit. Post form 2, chọn thằng này một cái danh mục quốc tế, submit lên quốc tế, thằng này edit lại cho nó đúng cái danh mục là thể thao, submit thể thao. Được chưa? Phần admin bởi vì nó rất là khó cho nên nó rất là nhiều chức năng, cho nên là mình sẽ demo, mình focus tập trung vào đây. Còn phần giao diện ngoài kia là chúng ta đã có dữ liệu rồi. Đây phần cái phần giao diện ngoài này này, giao diện này chúng ta đã có giao diện hết rồi, có dữ liệu hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc là code CSS, HTML, JavaScript thêm cho nó để làm đẹp lên cái phần giao diện này mà thôi. Còn phần dữ liệu gần như ở phần phía client này người ta không động đến tí nào cả, hiểu chưa nhỉ? Thế cho nên là trong cái khóa của chúng ta mình chỉ tập trung vào trong cái phần là phần admin quản trị ở trong này, nó làm rất là nhiều việc. Còn cái remove nữa đúng không? Thì mình làm nốt cái phần remove, sau đó mình sẽ để một khoảng thời gian lại để chúng ta ngồi trao đổi thêm. Và mình sẽ gửi lại cho các bạn cái source code này để về các bạn sẽ làm nhá. Bây giờ mình sẽ làm nốt cái phần remove về post. Sau đó chúng ta sẽ có thời gian ngồi trao đổi với nhau. Layout à? Ok, mình sẽ làm remove. Trong này sẽ có một cái biến là ID. Biến này đến bắt buộc. Mình sẽ có cái hàm remove trong cái post controller. ID. Destroy cái biến ID và tiến hành redirect về index. Index ở đây mình sẽ post remove. Giờ method not allow, biết nhầm ở đâu? Yeah. Được chưa? Bay luôn. Yeah.
Đấy là cách chúng ta sẽ làm cái việc thêm bớt sửa xóa những cái đối tượng của chúng ta. Còn phần update dữ liệu cho người dùng, cái này quá dễ rồi. Với những cái gì mà các bạn đã thu thập ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể về tự làm được, chẳng qua chỉ là tương tác với cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu ở đây chúng ta đã có rồi, chúng ta về chỉnh sửa lại, update lại cho nó hợp lý. Tham nào đây hả? Đây là giờ của các bạn nhìn này. Timestamp. Laravel, thứ nhất là Laravel có sẵn các bạn cái cơ chế để ép cái thời gian vào trong các field này. Các bạn search cái phần eloquent timestamp sẽ ra ngay. Đây đang eloquent đúng không? Timestamp. Đây. Mặc định cái thằng eloquent nó mong muốn có cái create tận ất và update tận ất column tồn tại ở trong cái bảng trong DB của chúng ta. Không, mình không phải đặt. Bạn không đi học buổi 1 thì bạn không biết. Đây, chúng ta khi mà tạo ra cái phần migration. Migration. Những cái bảng nào chúng ta muốn có các cột là update tận ất và create tận ất thì chúng ta chỉ việc table trỏ đến timestamp. Và tự động nó sẽ tạo ra trong cơ sở dữ liệu của chúng ta hai cột đấy. Mình không nhớ là ở trong Z nó có cái khái niệm migration không. Migration của bạn là bạn đang hiểu là gì? Z mà có migration xem lại, mình không nhớ lắm, lâu lắm mình động vào Z2 migration hình như có đây này. Z2 mình không nhớ lắm về cái framework này, bởi lâu lâu mình cũng động mấy tháng rồi. Ờ à, đúng rồi, nó cũng có up và down, nó cũng cơ chế nó như nhau thôi, đúng rồi. Các framework thì nó đều bắt kịp nhau cả. Đó, đấy là về cái phần ok, mình sẽ đẹp demo note về cái phần layout nhá. Layout phần này nó cũng khá là quan trọng. Thì chúng ta vào cái phần Laravel. Có cái bullet view. Cái gì? Không hiểu. Đúng không? Giúp chúng ta filter dữ liệu vào trong cái giao diện, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta đỡ phải viết lồng nhiều, quá nhiều code PHP. Thì chúng ta, nếu khi mà các bạn tưởng tượng nhé, khi mà cái giao diện web của mình mà nó đã phức tạp như thế này rồi, nó đã lằng ngoằng như thế này rồi, bây giờ mỗi một cái phần như thế này, code X này, mình nếu mà đúng ra, nếu đúng code PHP thuần ấy, nó phải như thế này. Xong tiến hành là code mỗi trong đây như này, sau rồi đóng ngoặc như này, sau rồi lại để đóng như này, như này nó mới đủ. Sau rồi code HTML viết ở trong này. Ừ, đổ dữ liệu lại echo, cái thứ các kiểu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là khó nhìn, không phải chuối. Ngày xưa người ta vẫn làm như thế. Nhưng nó rất là nhìn nó rất là khó chịu, nó cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng Vue Engine rồi thì các bạn xem cái for x đây, for x and for x, được chưa? Ngoài ra cái blade view này các bạn có xem nó có những cái annotation nào nhé. Unless, iset, empty, if, else if, else and if, rồi thì vòng for x, for else, empty, while and while. For x nữa, trong for x chúng ta cứ dùng if else như bình thường, chỉ mất một dòng. Thậm chí chúng ta muốn viết code PHP thì nó có cái a cộng php, viết code PHP trong này luôn, thoải mái, được chưa? Đấy là cách chúng ta sẽ làm việc với Blade View. Đây là những cái tính năng của nó. Ngoài ra, nó cung cấp chúng ta cái phần layout.
Đầu tiên định nghĩa layout thì chúng ta tạo ra một cái khung HTML. Cái phần này nó sẽ là cái phần bao ngoài của toàn bộ website. Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành là có hai cái view, có một cái view là phần content. Sau đấy các cái file HTML, các cái file view của chúng ta chỉ đơn giản extend cái một cái layout nào đấy, tạo ra cái section content. Thì phần code của chúng ta, phần nội dung chính của chúng ta sẽ tự động ném vào trong này. Ném vào trong này luôn. Mình sẽ demo nhá. Chúng ta sẽ tiến hành tạo ra thư mục layout, research này. Tạo ra thư mục layout. Trong layout mình sẽ chia ra layout cho phần admin và layout cho phần client. Trong phần admin thì chúng ta có cái new file là main.blade.php. Xin lỗi. Có HTML trong này. Và title tôi để là cái view. ELD title. Rồi sẽ thấy trong phần header này, rồi vào phần index, copy mấy cái này ra. Xong sau đấy trong phần tôi kiếm cái form nào có nhiều file JS. Đấy. Mình làm phát các bạn sẽ hiểu ngay. Div container đúng không? Này đúng không? Trong này chúng ta sẽ có một cái a còng new. Cái tên này các bạn đặt như thế nào cũng được nhá, không nhất thiết là phải đặt giống mình đâu, được chưa? Xong đây là xong một cái layout, đưa hết tất cả CSS, title, phần menu, phần JavaScript vào đây. Sau đó có cái new content, chúng ta xem nhá. Bây giờ mình sẽ ở cái index này. Vứt cho bằng hết. Chúng ta muốn đặt title cho thằng này là đầu tiên chúng ta phải extend. Đây là cái gì nhỉ? Post list. Xuống cuối này. Được chưa? Đến phần index. Post index đúng không? Khác gì không? Chả khác gì. Nhưng mà trong cái nội dung của view của chúng ta nó không có cái phần phía trên. Thậm chí nó không có cái phần menu ở đây. Đúng không? Nhưng mà làm sao nó ra được? Chúng ta nhìn thấy cả cái post list. Đấy là cái hay của cái thằng layout của cái Laravel framework nó cung cấp. Được chưa? Tiếp theo, bây giờ các bạn muốn giữ lại những cái layout là gì? Layout tức là những cái phần chung. Phần chung bao ngoài là phần chung thì nó trở thành layout. Còn những cái phần content nằm trong nó là phần thay đổi thì chúng ta sẽ tiến hành là thay đổi nó, thì chúng ta chỉ việc là tạo ra một cái view và extend một cái layout nào đấy, đặt cái nội dung của chúng ta trong cái section content là xong, hết phim. Tiếp tục nhá. Post đó đó đây à, đây bạn để ý này, ở ngoài layout chúng ta có cái view title ở phía thẻ title. Bây giờ ở cái trang của chúng ta muốn thay đổi một cái đoạn text nào, muốn đưa một cái đoạn text nào đấy vào chỗ đấy, cái chỗ mà title nó đặt, chúng ta viết như thế nào. Được chưa? Chỗ này sẽ đặt cái này, section content này,
nó sẽ đặt đúng vào trong cái phần của cái class grow ở đây. Được chưa? Tất cả các phần khác để bao ngoài. Ok chưa nhỉ? Đó, bây giờ mình sẽ làm nốt cả cái phần này luôn. Ở phần này chúng ta có một cái đoạn JavaScript, phần này nó hơi đặc biệt. Nó hơi đặc biệt một chút. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có một cái A còng section bằng JS. A còng N section. Chắc. Còn những cái phần này chúng ta quăng đi. Không cần, nó có rồi mà, nó import rồi thì quăng đi chứ giữ làm gì. Phần container này chúng ta quăng đi luôn. Phần menu quăng đi nốt, chả cần. Giữ lại mỗi phần này. Đây là end section. Đây là a còng section. Ở trên này thì tiến hành là a còng extend layout.admin.main. Được chưa? Thì bây giờ ở cái section JS này chúng ta chưa có đúng không? Chúng ta đã thêm nó vào đây ngay dưới cái mớ này, không gì sửa sâu. Vẫn thỏa mãn đúng không? Chúng ta lựa làm sao đặt cho nó vào những cái chỗ phù hợp là ok hết. Đây các bạn, cái đoạn JS này các bạn để ý này, ở trong cái form này của mình JS nó sẽ phải nằm dưới tất cả các thư viện JS, đúng không? Thì nó mới chạy được, chứ không nó không thể nào lấy ra cái thằng TinyMC này ở đây đâu mà chạy. Thì các bạn khi mình sinh ra view rồi các bạn nhìn nhé, có phải cái đoạn script ở đây không? Đã nằm dưới các cái thư viện chưa? Đúng không? Đấy là cái tác dụng của cái phần content này, ở cái phần layout này. Được chưa? Về các bạn sẽ cố gắng chỉnh sửa lại cái CSS HTML cho cái trang này cho nó đẹp hơn. Thì mình có hai cái gợi ý. Cái gợi ý thứ nhất đó là cái giao diện cho phần dashboard, trang cho phần admin ấy. Thì chúng ta có thể là tìm thằng admin LTE. Lâu vậy. Các bạn tải nó về đây, đây chính là cái theme của nó. Chúng ta rất là đơn giản bóc tách đưa các thư viện của nó vào trong cái layout của chúng ta, sắp xếp lại vị trí. Ở trong layout á là chúng ta đã có thể là làm được ra cái giao diện nó đẹp như này rồi. Ví dụ như mình từng làm thì là ví dụ như kiểu là con này mình đang làm nhưng mà giờ đưa lên thì khách hàng chửi chết, không đưa nữa. Đây là về admin nhá. Còn cái trang này chúng ta đã biết là tôi đố ông đấy đấy. Đấy làm sao được kiểu đấy? Nó có tải mà việc gì mà phải làm thế? Cái này là free mà. Vâng ạ. Cái team này là team free mà. Chứ tội gì mà phải control S, control S gì làm cái kiểu nông dân lại cho nó khổ ra. Nó team này là team free. Cho nên chúng ta có thể là sử dụng luôn cái phía giao diện client đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái thằng các bạn search cái thằng nào nhỉ, The New Reporter. Thì cái thằng này nó The New Reporter này nó chỉ có trang index thôi, và chúng ta cũng chỉ cần trang index này. Cái phần index này là cái phần khó nhất, còn các cái trang con khác thì các bạn rất dễ bỏ cái phần này đi, bỏ phần blog này đi, bỏ nốt cái phần bên này đi, thay vào đây bằng nội dung của bài viết của mình. Còn cái phần quảng cáo, sign up các thứ bên này các bạn giữ nguyên. Sau này các bạn sẽ phải thiết kế cơ sở dữ liệu làm sao cho nó ra được những cái phần này, lấy nó ra ngoài thôi. Query kiểu gì thì query rất là dễ. Thì đấy là về cái khóa làm việc với Laravel.
mình sẽ gửi cả hai sược của cả admin LTE lẫn lẫn cái sược code hôm nay của chúng ta lên, lẫn cả video, được chưa? Cảm ơn các bạn trước nhá. Bây giờ mình sẽ tắt video để chúng ta nói chuyện với nhau nó dễ hơn.